Hiện nay, nhằm kiểm soát phương tiện từ các tỉnh thành phía Nam lưu thông trên tuyến Bắc Nam qua địa phận cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Đà Nẵng đã thiết lập chốt kiểm dịch đặt tại trạm thu phí Túy Loan thuộc xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang. Đây là tổ công tác liên ngành phối hợp với Cục Cảnh sát Giao thông đã tăng cường chốt chặn, qua đó phát hiện các trường hợp tài xế vi phạm quy định phòng chống dịch COVID-19. Quá trình người ta được đuổi theo mình là đến hơn 15 cây số. Vào đến ngã tư Túy Loan anh lại tiếp tục vượt đèn đỏ. Dạ có dập vào nhưng mà xe nhiều không em lố không. Cái em lỡ cái em tới luôn em. Đây là tài xế Võ Hồng Sơn 34 tuổi, trú phường Thủy Xuân thành phố Huế, điều khiển xe đầu kéo lưu thông hướng Bắc Nam. Khi vào đường tránh Nam Hải Vân, tài xế này bất chấp hiệu lệnh dừng xe, liên tục vượt 3 chốt kiểm soát dịch. Đến đoạn vào cao tốc Đà Nẵng Quảng Ngãi, tài xế tiếp tục điều khiển phương tiện lạng lách, cản trở và cố thủ trên xe, không chấp hành hiệu lệnh kiểm tra, kiểm soát. Qua kiểm tra và test nhanh, lực lượng chức năng phát hiện tài xế dương tính với ma túy. Vụ việc sau đó đã được bàn giao cho công an huyện Hòa Vang thụ lý theo quy định. Mới đây, đội tuần tra kiểm soát cao tốc Đà Nẵng Quảng Ngãi còn phát hiện và lập biên bản xử lý một trường hợp tài xế xe khách Xuân Thảo về hành vi nhồi nhét, chở quá số người quy định, không đảm bảo giãn cách an toàn phòng dịch. Qua kiểm tra, tất cả hành khách trên xe xuất phát từ Ninh Thuận, Bình Thuận, Bà Rịa Vũng Tàu trở về các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Nghệ An đều có giấy xét nghiệm âm tính với COVID-19. Phương tiện hành khách đã chở vượt quá số khách quy định, cụ thể là 54 người trên một phương tiện cho phép với số lượng chở là 40 người. Thì qua cái hành vi vi phạm của phương tiện của người điều khiển phương tiện thì chúng tôi đã trao đổi thống nhất với Ban chỉ đạo công tác phòng chống dịch bệnh là sẽ chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc cho Ủy ban Nhân dân xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang để tiến hành xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Xử lý nhà xe về chở quá số người quy định là vì có một số người thì cũng lợi dụng cái sự thiếu hiểu biết về cái công tác phòng chống dịch, vận chuyển quá số người quy định, hết công suất của xe. Nhưng mà những trường hợp này thì chúng tôi cũng sẽ phối hợp nhắc nhở và giải thích tuyên truyền là cho chủ phương tiện là phải chấp hành đúng khi qua các chốt tiếp theo. Để siết chặt hơn nữa công tác kiểm soát dịch bệnh, đội tuần tra kiểm soát cao tốc Đà Nẵng Quảng Ngãi đã tăng cường quân số, phối hợp lực lượng tại chốt kiểm dịch, tập trung cao độ, nhất là khung giờ từ 23 giờ khuya đến rạng sáng. Mục tiêu cao nhất là chung tay cùng chính quyền thành phố kiểm soát, ngăn chặn nguồn lây ngay từ bên ngoài và giữ vững trật tự an toàn giao thông trên toàn tuyến.